Đây là hóa đơn bán ra số 240 với nội dung là thanh lý xe tải. Đi kèm với hóa đơn là các chứng từ như biên bản kiểm kê, biên bản thanh lý và biên bản giao nhận. Đối với nghiệp vụ bán thanh lý tài sản cố định thì các bạn nhớ phải thực hiện hai bước. Bước 1 là ghi giảm tài sản để từ những tháng sau tài sản đó không được tính khấu hao ghi nhận chi phí nữa. Và bước thứ hai là chúng ta phản ánh doanh thu vào tài khoản 711 vì đây là doanh thu không phát sinh thường xuyên. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về ghi giảm tài sản cố định trước bằng cách là các bạn phải xác định được hao mòn lũy kế và giá trị còn lại đến thời điểm chúng ta bán thanh lý. Ở đây tôi bán thanh lý là ngày 15 tháng 2. Chúng ta sẽ lấy mức khấu hao của 1 tháng chia cho 28 ngày của tháng 2 nhân với 14 ngày tính đến hết ngày mà chúng ta bán thanh lý là ngày 15. Nhưng các bạn chỉ được ghi nhận chi phí đến hết ngày 14 thôi bởi vì ngày 15 là chúng ta thanh lý rồi. Sẽ ra được khấu hao của tháng 2 và lúc này giá trị còn lại sẽ bằng nguyên giá của tài sản mà trừ đi hao mòn lũy kế. Và lúc này giá trị còn lại sẽ là 300.416.667 đồng, bằng đúng với giá trị còn lại mà giáo trình đưa ra. Sau khi xác định được hao mòn lũy kế và giá trị còn lại rồi thì các bạn sẽ phải sang phần nhập liệu để chúng ta thực hiện nghiệp vụ bán thanh lý. Ngày ở đây là ngày 15 tháng 2 năm tài chính. Nghiệp vụ là thanh lý tài sản cố định. Diễn giải các bạn ghi giảm tài sản cố định xe tải Hyundai. Bút toán ghi giảm tài sản cố định thì các bạn hạch toán nợ tài khoản 214. Cụ thể ở đây là 2141. Có tài khoản 21113. Nghiệp vụ thứ hai là nợ tài khoản 811. Giá trị còn lại có 2113. Hao mòn lũy kế $119.583.333. Giá trị còn lại là 300.416.667 đồng. Đây là bước hạch toán thứ nhất. Bước thứ hai là chúng ta phản ánh về doanh thu bán thanh lý. Số chứng từ tôi ghi vào. Tại cột số hiệu này, các bạn có thể ký hiệu bằng số hóa đơn cũng được để sau này chúng ta dễ theo dõi, tùy theo từng doanh nghiệp. Còn ở đây tôi ghi số chứng từ. Diễn giải tôi ghi là bán thanh lý tài sản cố định. Xe tải. Nợ tài khoản 131 vì chúng ta bán hàng nhưng chưa thu được tiền của khách hàng. Chúng ta chọn hai dòng nợ 131. Có tài khoản 711. Có tài khoản 33311 thuế đầu ra. Lúc này chúng ta phản ánh doanh thu chưa thuế 390 triệu. Và các bạn lưu ý, doanh thu bán thanh lý tài sản cố định bao giờ cũng phải lớn hơn giá trị còn lại của tài sản cố định. Các bạn không được xuất hóa đơn bán thanh lý nhỏ hơn giá trị còn lại. Như vậy sau này chúng ta sẽ bị truy thu. Tiền thuế là 39 triệu. Khách hàng ở đây là Trần Việt Sơn. Chưa có, các bạn sang mã khách hàng nhà cung cấp để chúng ta khai báo. 131 Việt Sơn. Tên Trần Việt Sơn. Địa chỉ các bạn điền vào, còn không thì chúng ta bỏ qua cũng được. Quay lại phần nhập liệu, kéo thanh cuốn sang bên phải. Mã nhà cung cấp tôi chọn là 131 Việt Sơn. Hai dòng cuối cùng, còn dòng thanh lý thì chúng ta không cần theo dõi. Chúng ta chỉ theo dõi tương ứng với tài khoản 131 thôi. Đó là hai nghiệp vụ đối với việc bán thanh lý tài sản cố định mà các bạn cần phải theo dõi. Và như vậy đến cuối tháng 2 thì chúng ta sẽ ghi nhận hao mòn của tháng 2 là 2.916.667 đồng đối với lại xe tải Hyundai. Và bắt đầu từ tháng 3 trở đi thì xe tải Hyundai này không còn khấu hao nữa. Như vậy
Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn bán thanh lý xe tải trên phần mềm Excel.